Với biệt thự biển Vinpearl Resort and Villas, chủ đầu tư Vingroup đưa ra chính sách chia sẻ 85% lợi nhuận thu được từ việc cho thuê lại biệt thự và cam kết sinh lời tối thiểu 10% một năm trong 10 năm. Nhà trong phố hay chung cư không còn sở hữu lợi thế thanh khoản và sinh lời cao khi mà nguồn cung các dự án chung cư mới ra thị trường liên tục, khách hàng đều có cơ hội mua trực tiếp từ chủ đầu tư. Chính vì thế, kênh đầu tư mua nhà phố hay chung cư cho thuê cũng đang mất dần vị trí là kênh đầu tư số 1 vì lượng khách hàng thuê có hạn, lượng nhà cho thuê quá nhiều, giá thuê và công suất cho thuê thấp đã khiến mức sinh lời trung bình của kênh này chỉ ở mức 3,8% một năm. Có thể nhìn thấy với cam kết sinh lời tối thiểu chắc chắn là 10% một năm trong 10 năm, các nhà đầu tư có thể hoàn toàn yên tâm về lợi nhuận đầu tư cũng như sự ổn định, an toàn cho khoản tiền đầu tư biệt thự biển Vingroup. Bất động sản nhà ở cho thuê thường xuyên phải bảo trì định kỳ, khả năng xuống cấp cao, lạm phát mất giá, không thể lấp đầy công suất 100% và lợi nhuận từ việc cho thuê trên vốn đầu tư chỉ khoảng từ 3,8%. Trong khi đó, Vingroup cam kết đảm bảo lợi nhuận kinh doanh biệt thự biển tối thiểu 10% một năm cho khách hàng trong 10 năm đã trừ đi toàn bộ chi phí bảo trì bảo dưỡng. Do thường xuyên được bảo trì bảo dưỡng nên sau 10 năm, biệt thự Vinpearl Resort and Villas vẫn đảm bảo đủ tiêu chuẩn 5 sao cho khách hàng. Các kênh đầu tư hiện tại được kể đến và so sánh gồm đầu tư tiền gửi tiết kiệm, đầu tư vàng, ngoại tệ, đầu tư bất động sản, căn hộ cho thuê khác trong bối cảnh thị trường bất động sản đầu tư đã thu hút sự quan tâm trở lại của các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Từ đầu năm đến nay cho thấy, bất động sản nghỉ dưỡng có cam kết dài hạn sẽ đảm bảo khả năng sinh lời liên tục trong vòng 10 năm. Tài sản được khai thác vận hành liên tục, đảm bảo chất lượng, vừa giúp bảo toàn vốn, thu hồi giá trị đầu tư mà còn gia tăng giá trị của chính bất động sản. Một trong những điều đặc biệt nhất khi đầu tư vào biệt thự nghỉ dưỡng Vingroup đó là chính sách đồng sở hữu cho phép nhiều người cùng tham gia góp vốn đầu tư và sở hữu đều được đứng tên trong hợp đồng mua bán. Không chỉ còn là sân chơi riêng của các đại gia, với mỗi căn biệt thự có giá bán từ 15 đến 20 tỷ đồng và 3 khách hàng cùng tham gia góp vốn, số tiền chỉ 5 tới 7 tỷ đã có thể đầu tư biệt thự 5 sao đẳng cấp. Top 3 ưu thế đầu tư của dự án, Vingroup cũng tạo điều kiện tối đa cho khách hàng khi bắt tay cùng ngân hàng Techcombank đưa ra những gói vay vô cùng hấp dẫn. Khách hàng được hỗ trợ vay của Techcombank lên tới 65%, lãi suất 0% trong 12 tháng đầu tiên, phí trả nợ trước hạn 0% trong 12 tháng đầu tiên, ân hạn nợ gốc trong 12 tháng. Như vậy, với chính sách cho vay và đồng sở hữu đã trình bày ở trên, với một nhóm 3 khách hàng, mỗi khách hàng chỉ cần đầu tư 2 tỷ đồng đã được sở hữu biệt thự biển cao cấp ở những vị trí không thể đẹp hơn. Nếu như vị trí là yếu tố quan trọng nhất tạo nên giá trị cho bất động sản, thì các dự án du lịch nghỉ dưỡng của thương hiệu Vinpearl đều tọa lạc tại những bãi biển đẹp nhất hành tinh, được xây dựng trên những vị trí vàng tại các thành phố du lịch phát triển hàng đầu của Việt Nam, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc. Có thể nói, đây thực sự là thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu của Việt Nam và khu vực. Vinpearl Resort and Villas là sản phẩm của tập đoàn Vingroup, tập đoàn tư nhân lớn nhất và uy tín nhất Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như bất động sản, khách sạn du lịch, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử, trung tâm thương mại, kinh doanh bán lẻ và gần đây nhất trong lĩnh vực nông nghiệp. Với 6 chữ vàng là kim chỉ nam trong mọi suy nghĩ, hành động, tín, tâm, trí, tốc, tình, nhân. Ở bất cứ lĩnh vực nào, khi tham gia, Vingroup đều giữ vững vai trò người tiên phong và dẫn dắt sự thay đổi xu hướng tiêu dùng với việc đem đến cho thị trường những sản phẩm, dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế. Với chữ tâm chân thành, vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt, từng con người Vingroup đã và đang giữ vững nhân cách, luôn mở rộng học hỏi những trí tuệ của nhân loại để mang tới những sản phẩm tinh hoa nhất cho khách hàng. Nói là làm, tốc độ của những hành động đã và đang là cam kết về chữ tín đối với khách hàng. Được quản lý bởi Vinpearl, hệ thống Vinpearl Resort and Villas có công suất phòng luôn cao, lên tới 95-100%. Đặc biệt, Vingroup hợp tác chiến lược cùng các hãng lữ hành quốc tế trong khai thác du lịch, khách sạn. Đây cũng là cơ sở cho việc đảm bảo hiệu suất thuê phòng tại nơi mà hệ thống Vinpearl Resort and Villas tọa lạc. Thực tế, cam kết tối thiểu là 10%, nhưng việc khách hàng còn thu về lợi nhuận cao hơn 10% khi phân chia cam kết tối đa 85% lợi nhuận từ hoạt động cho thuê, thực tế là hoàn toàn có thể. Được phối hợp kinh doanh bởi Vinhomes, thương hiệu vừa được hãng tư vấn định giá hàng đầu thế giới Brand Finance công bố,
Vinhomes thuộc tập đoàn Vingroup là thương hiệu bất động sản đắt giá nhất Việt Nam với hàng loạt dự án đã và đang triển khai như Vinhomes Time City, Vinhomes Royal City, Vinhomes Riverside, Vinhomes Central Park. Các sản phẩm bất động sản được kinh doanh bởi Vinhomes luôn đảm bảo chính xác cam kết về tiến độ, chất lượng xây dựng và hệ thống hạ tầng, tiện ích đồng bộ và chất lượng dịch vụ, đảm bảo môi trường sống an toàn cho khách hàng. Điều khác biệt hoàn toàn so với các dự án nghỉ dưỡng nhỏ lẻ khác, Vinpearl Resort and Villas nằm trong các quần thể nghỉ dưỡng Vinpearl, thụ hưởng hệ sinh thái 5 sao như sân golf, khu vui chơi giải trí Vinpearlland, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, công viên chăm sóc và bảo tồn động vật Safari. Trung tuần đầu tháng 9 vừa qua, Vingroup khởi động dự án công viên Vinpearl Safari lớn nhất Đông Nam Á. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 3.300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vào cuối năm nay. Được xây dựng và triển khai đồng bộ, rõ ràng Vinpearl tự mang trong mình những điểm mạnh mà không có một dự án nào khác tại Việt Nam so sánh được, khi luôn được xếp hạng là điểm đến yêu thích số 1 của khách hàng du lịch trong nước và quốc tế. Với mong muốn mang đến cơ hội trải nghiệm nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế, Vinpearl Resort and Villas được thuê tư vấn thiết kế bởi những đơn vị hàng đầu thế giới như EDSA, FSC. EDSA là tập đoàn thiết kế cảnh quan sân vườn và quy hoạch nghỉ dưỡng top 1 thế giới của Mỹ. Với hơn 50 năm kinh nghiệm, EDSA đã tham gia thiết kế hàng trăm dự án nổi tiếng, tiêu biểu như Atlantis, câu lạc bộ golf và khu nghỉ dưỡng Bahia, khu nghỉ dưỡng Sheraton Huzu. Hiện EDSA đang đảm nhiệm 25 công trình quy mô lớn trên toàn thế giới như khu nghỉ dưỡng 4 mùa Dubai, thành phố ven sông Columbus, nhà hàng trung tâm Dubai, khu nghỉ dưỡng trên đảo Ishigaki, Nhật Bản. Các căn biệt thự được thiết kế ưu việt với tiện ích vượt trội nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của khách hàng. Các dự án đều được quy hoạch hoàn hảo với các căn biệt thự sát bên bờ biển và các căn ven hồ từ 2 đến 4 phòng ngủ với các diện tích phong phú từ 300 tới hơn 1.000 m2. Tất cả các căn biệt thự đều có khoảng không gian rộng mở để đón gió và ánh sáng tự nhiên, bao bọc xung quanh bởi những khu vườn tuyệt đẹp và hồ bơi riêng trong từng căn biệt thự. Ngoài quyền lợi về tài chính, chủ nhân biệt thự còn được tặng 15 đêm nghỉ dưỡng một năm tại các villa trên toàn hệ thống Vinpearl và có thể quy đổi sang phòng khách sạn 5 sao Vinpearl Luxury Hotel tại Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc và gần đây là Vinpearl Hạ Long Bay Resort khai trương ngày 31 tháng 10 năm 2015. Hệ thống này sẽ còn tiếp tục mở rộng tại những bờ biển đẹp nhất Việt Nam. Một điều tuyệt vời nữa là quý khách có thể chia sẻ đêm nghỉ này với bạn bè, người thân hay đối tác của mình và chủ đầu tư cam kết rằng họ cũng được nhận những đặc quyền như chính chủ nhân căn biệt thự. Việc nhận cam kết cho thuê từ biệt thự sau mỗi 6 tháng kể từ khi thanh toán đủ 100% giá trị biệt thự và lợi nhuận này đủ bù đắp cho khoản lãi suất ngân hàng hàng năm sẽ mang lại giá trị thặng dư cho căn biệt thự và nhà đầu tư trông thấy. Việt Nam được xem là điểm đến mới của du lịch thế giới, còn nhiều tiềm năng để khai thác trong khi các biệt thự nghỉ dưỡng của các nước trên thế giới và trong khu vực nơi đã định hình hoạt động đầu tư và đã đạt đến mức giá cao từ 2 triệu đô la Mỹ đến 5,4 triệu đô la Mỹ một căn ở Phuket, Thái Lan. Với chương trình cam kết cho thuê, chia sẻ kỳ nghỉ cho đến những biệt thự nghỉ dưỡng lớn ở Mỹ, Nhật, Dubai. Với giá bán biệt thự Vinpearl Resort and Villas chỉ bằng 1/3 nếu so sánh với sản phẩm tương tự trong khu vực. Đặc biệt, cảnh quan thiên nhiên Việt Nam kỳ vĩ luôn đứng top đầu thế giới với các bờ biển đẹp nhất hành tinh. Điều đó khẳng định Việt Nam hoàn toàn có cơ hội và kỳ vọng tăng giá của bất động sản nghỉ dưỡng, đặc biệt là biệt thự nghỉ dưỡng biển là khả thi trong bối cảnh những cảnh đẹp và vùng biển đẹp là hữu hạn. Chỉ hơn 10 tháng kể từ khi chuỗi biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Resort and Villas được chính thức giới thiệu ra thị trường, đến nay từng dự án đã lần lượt được bàn giao, hiện thực hóa cam kết lợi nhuận cho các nhà đầu tư, tô điểm thêm bản đồ du lịch Việt Nam và hình thành thiên đường nghỉ dưỡng đáng mơ ước cho các khách du lịch, khẳng định uy tín tên tuổi của chủ đầu tư và cam kết mạnh mẽ về tốc độ, tiến độ của dự án với khách hàng. Đầu tư biệt thự biển Vinpearl Resort and Villas đảm bảo được tính an toàn và sinh lời ổn định không chỉ cho chính quý khách mà còn cho thế hệ tương lai, con cháu của chúng ta. Sản phẩm đầu tư sinh lợi kép, đầu tư tài sản biệt thự nghỉ dưỡng, đảm bảo lợi nhuận, bài toán tài chính, một cam kết dài hạn và giải pháp đồng bộ cho khách, các nhà đầu tư và thế hệ tương lai của mình.